Hello các bạn, thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh cái cặp màn hình này nha các bạn. Cặp màn hình đây đó, cặp màn hình này là GT730 nha. Thì trên thực tế có những cái cặp màn hình á, khi mình sử dụng đó các bạn, thì nó sẽ bị sét nè, bị bụi bám nè, bạn thấy không? Những cái chân của cái tụ á, những cái chân của cái mạch á, nó bị rỉ sét, bụi bám đó. Thì mình không vệ sinh thì lâu ngày những cái này nó sẽ ăn mòn cái bo của mình nha các bạn. Vậy mình sẽ vệ sinh. Cái vấn đề đặt ra là vệ sinh như thế nào cho đúng cách. Thì hôm nay ở cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh cái card màn hình cho đúng cách nha các bạn. Nếu các bạn vệ sinh không đúng cách á, thì cái card nó dễ bị hư nha. Trên thực tế có những cái card á, cái giá trị của nó rất cao nha các bạn. Chẳng hạn như cái card 1650 bây giờ giá thị trường của nha khoảng tầm hơn 6 triệu nha các bạn. Vệ sinh không đúng cách nó hư, tốn khoản chi phí nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh cái card màn hình. Bạn bây giờ mình sẽ cầm cái card này ra ngoài nha bạn, ra ngoài trước để mình làm vệ sinh nha các bạn. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình vệ sinh cái card này nha các bạn. Đó, bạn thấy cái card Vega nè, card Vega xài lâu ngày nó bị bụi nè, bụi bám nè, những cái mạch này nó sét hết rồi nè. Xét mình không vệ sinh thì lâu ngày cái càng này sẽ bị hư nè. Đó, để tăng tuổi thọ mình vệ sinh đó nha các bạn. Cái dụng cụ để vệ sinh của cái Vega này á, thì các bạn chuẩn bị nó sẽ có một cái chai cồn nha. Chai cồn các bạn, cồn 70 độ nè. Cồn này mình có thể mua những cái nơi mà có uy tín xíu nha, đừng có mua cồn giả nha các bạn ở thị trường đó. Cồn này mình mua ở nhà thuốc nha các bạn. Đó, một cái cọ nha các bạn, cái cọ để quét nè. Đó, một cái cọ, một cái máy thổi nha các bạn, máy thổi bụi đây đó, máy thổi bụi nè. Dụng cụ mình gồm có chai cồn, cái cọ và máy thổi bụi nha. Mình không sử dụng cái RB7 hoặc là cái xăng thơm hoặc là những cái chất liệu khác để mình vệ sinh, các bạn chỉ sử dụng cồn thôi. Thì khi mình xịt cái cồn ra nè, mình sẽ dùng máy thổi mình thổi thì nó sẽ khô nhanh nha các bạn, nó sẽ khô nhanh. Và bây giờ mình bắt đầu mình sẽ vệ sinh nha các bạn. Bạn dựng cái Vega thẳng lên để cho cái khi mình xịt cái cồn vào á, cái phần nước á, nó chảy thẳng xuống luôn nha các bạn. Rút nhanh xuống nha. Rồi đó, bây giờ bạn sẽ xịt cồn vào những cái vị trí bị mạch bị gãy nha các bạn. Vào. Rồi quét nha các bạn, quét. Rất đều tay nhẹ thôi nha các bạn, rất mạnh quá, ấn mạnh quá nó sẽ bị tróc tụ á, nhẹ tay thôi. Xịt nha các bạn, xịt. À, bạn thấy cái nước rồi, cái nước bụi dơ nè, bụi dơ bạn, đục nè, đục rất là đục nha, nước rất là dơ. Đó, rửa nha các bạn, rửa cho nó sạch nha. Rồi, sau khi các bạn dùng cái cọ, bạn cọ sạch cái bo mạch nè, bạn cọ sạch xong rồi bạn dùng cái máy thổi nha, thổi nha các bạn, thổi nha.
Đó, bạn dùng cái máy thổi, bạn thổi khi nào mà bạn sờ vào bạn thấy ấm nha các bạn, ấm nóng lên nha. Nó ấm, nó nóng lên là cái cồn nó bay, nó rút đi hết, nó khô nè. Mạch mình nó sẽ sạch, nó không còn bị ứ cái cồn đó nha các bạn. Nếu cảm thấy mà nó chưa có ấm á, các bạn tiếp tục các bạn thổi nha. Sau khi mình vệ sinh mình thấy cái bo nó sáng lên nha các bạn, sáng lên nè. Đó, lúc nãy những cái bụi bám, những cái bẩn á mình chà sạch, giờ nó cái bo nó sáng lên nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cắm vào trong cái PC mình test cho các bạn xem sau khi vệ sinh cái gạt này nó còn xài được hay không nha. Đó, bây giờ sau khi vệ sinh nè, mình cắm nó vào trong cái PC nha, cái PC Press nha các bạn. Cắm vào mình test thử coi cái cạc này nó xài được hay không nha. Đó, cắm vào nè. Đó, giờ bật nguồn lên. Rồi các bạn theo dõi nha. Các bạn, đây. Đó, màn hình lên nha các bạn, màn hình lên bình thường đây. Đó, bạn thấy sau khi mình gắn cái Vega này, mình vệ sinh xong rồi nè, gắn vào trong cái PC nha. Đó, mình kết nối ra cái màn hình này nó lên bình thường nha các bạn. Đó, cái máy tính hoạt động bình thường nha các bạn. Thì cái vấn đề lúc nãy mình nói tại sao mình không sử dụng cái RB7 hoặc cái chất liệu khác để vệ sinh. RB7 vệ sinh ok nha các bạn, ok đó, nó chạy được đó. Nhưng mà về lâu dài á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tuổi thọ của cái cạc nha các bạn. Tại vì khi các bạn vệ sinh bằng RB7 á, thì cái bo nó sáng lên, nhưng mà cái RB7 nó sẽ làm ăn mòn nha, nó làm ăn mòn cái bo nha các bạn. Là sau này á, một thời gian cái bo mình nó sẽ dễ bị rỉ sét hơn. Cho nên cách tốt nhất là bạn sử dụng cái cồn 70 của mình á. Cồn 70 khi các bạn xịt vào, các bạn vệ sinh xong rồi các bạn dùng cái máy thổi á, bạn thổi thì cái đó cái cồn của nó sẽ bay thôi, nó bay hết, nó không có động lại trong cái bo nha các bạn. Lúc đó là cái đảm bảo là nó sẽ cái bo của mình nó sẽ sạch, nó sẽ khô và nó không bị, sau này không bị rỉ sét nha các bạn. Đó là cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bạn để các bạn vệ sinh những cái cạc màn hình. Các bạn có thể áp dụng tương tự cho cái men bo hoặc là cái bo mạch khác nha. Cách rất là hiệu quả nha các bạn. Hy vọng video có thể giúp ích được tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.